Hello, xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Phong MMO. Thì à, hôm nay à, mình sẽ làm một cái video hướng dẫn cho anh em cái cách rút à, cái đồng token BTZC. Đó thì à, cái đồng này thì mình đã có quay một cái video um, một ngày trước đây ha. Thì đó là video là BTZC token. Đó thì là claim 0.5 BTZC ha. Đã list sàn sau 12 giờ claim một lần ha. À, về cái ví Tronlink anh em nha đó thì anh em nào chưa xem cái kèo cực kỳ này ok này ha thì anh em bấm vào cái video này để anh em xem lại ha và xem lại cái cách đăng ký để mình có thể là cờ lem miễn phí cái đồng btc thì hiện tại cái đồng này đã đích sàn và nó có giá rồi anh em ha cực kỳ ngon và hiện tại nó nó có một cái chương trình europe mình cho cờ lem mình à, cờ lem 0.5 đồng btc sau mỗi 12 giờ anh em ha rất là ngon rồi thì à, đầu tiên ha mình sẽ vào cái um, cái cái, cái um, web là beta. ha thì cái này nó chạy bằng trình duyệt là telegram ha rồi đó thì à, sau khi anh em vào cái trình duyệt telegram cái bot của nó ha đó thì anh em sẽ bấm vào cái mục đây này à, cái mục vuông vuông này để nó hiện ra cái bảng ha menu thì ở đây nó cho là bờ lên nè bờ lên là thể hiện cái số ví à, cái số tiền của anh, anh em ha thì hiện tại là mình có động 7 đồng BTC. Đó, còn referral của mình là bấm vào mình kiểm tra được nè. Hiện tại là 9 referral anh em ha. Bây giờ thực hiện mình sẽ thực hiện rút à, cái 7 cái đồng BTC này về ví à Tronlink anh em ha. Thì ví Tronlink mình đã set cái wallet rồi. Ừ, cài đặt địa chỉ hết rồi, bây giờ mình chỉ việc là rút thôi anh em ha. Đó, à, cái mình rút của này là 2 BTC. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện video rút để anh em xem ha. Rồi thì đầu tiên ha anh em xuống cái phần bấm vào từ withdraw cho mình nè Đó tiếp tục ha Enter amount Enter cái khối lượng btc anh em bấm ra Bây giờ mình có 7 đúng không mình ghi 7 Đó Bây giờ thanh toán thành công Thanh toán thành công rồi ha à, Khối lượng 7 btc nè À, id này, à, username là là cái tên cái telegram, telegram của mình á à, ha, wallet là cái địa chỉ uh, trên wallet mình đã setup rồi ha, đó ok như vậy mình sẽ vào cái ví trên trên link mình xem thử là nó vào chưa ha, trên link đây đó mình thấy cái dấu đỏ này anh em bấm vào cho mình đó, My Asset. Đó, vô rồi anh em ha. Đây. BTC đây, 7 đây. Đó. 7 BTC và 0.003 đô anh em ha. Đó, nó tương đương với 0.063 TRX. À. Đây là giao dịch ha. Vào ngày 16 tháng 7 2021 và 15 giờ 34. À, chỉ trong gọi là một nút nhạc là nó chạy qua đây liền rất là nhanh luôn ha cực nhanh luôn đó 7 anh em nha rất là ngon. Đó, quay lại. ok. bây giờ mình thêm cái 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 token ha anh em bấm dấu cộng cho mình nè. anh em mở cái này lên. btc nè. Chỗ đó anh em bấm dấu cộng dấu cộng cho mình ha nóng dấu cộng cho mình đó là nó sẽ hiện nó, nó ra cái ví bên kia cho mình đó anh em nha đó ok đó như vậy là mình đã có đó có bảy bt xe này ha rất là ngon cho nên là cái keo này cực kỳ ok anh em nha anh em tranh thủ đăng ký cờ lem cho mình ha rất là ngon cứ 12 tiếng là một ngày là anh em cờ lem được hai lần đó như vậy là một ngày là được một một cái đồng bt xe ha đó thì anh em cứ uh, trữ ha tại cái đồng này giá nó cũng uh, nó đang rất là rất là thấp đó và tương lai nếu như là nó tăng lên giá thì mình sẽ uh, có thể mình đổi mình bán anh em ha rất là ngon uy tín ha đây là rút hoàn toàn là miễn phí và không tốn bất cứ bất cứ cái phí nào anh em ha thì hầu như các kèo uh, telegram mình cũng đã làm rất là nhiều tuy nhiên là cái tỷ lệ thành công cũng rất là ít đó uh, và nó hầu như là nó rất là ít thành công anh em tuy nhiên là con kèo bot bột, telegram này thì phải nói là cực kỳ uy tín và mình đã chết à, rút được ha cho nên mình làm video này cho anh em đó thì kèo này cực kỳ uy tín cho nên anh em yên tâm ha anh em cờ lem và anh em giới thiệu bạn bè đó. càng giới thiệu nhiều cũng như là cờ lem anh em sẽ nhận được nhiều cái đồng btc này cực kỳ uy tín luôn và rút thẳng vào ví Tronlink link ha thì à, anh em nào chưa có ví Tronlink link thì mình cũng sẽ để cái link à, cái đường link đăng ký lấy, ví ha thì anh em có thể đăng ký dưới cái đường link đó ha để nhận được 300 điểm bon miễn phí à. cũng như là thực hiện cái kèo này thì đòi hỏi cần phải có cái ví trong link đây nha rồi ok thì video này xin kết thúc nha hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo bye bye